2 năm. 2 năm là tất cả những gì bạn cần phải tập trung. Từ giờ hãy tập từ chối hết mọi cuộc vui, chỉ tập trung thật giỏi vào một lĩnh vực duy nhất nào đó. Tôi tin rằng chỉ cần 2 năm, tất cả mọi người chỉ có thể trầm trồ với kết quả mà bạn đang có tại thời điểm này. Tôi biết là bạn đang rất mệt, nhưng đây là giai đoạn khó khăn nhất mà các bạn cần phải vượt qua. Thậm chí bạn sẽ bị tất cả những người xung quanh nghi ngờ mình. Và để vượt qua điều đó, bắt buộc bạn phải có một nền tảng tư duy vững chắc và một tinh thần cực mạnh. Bạn nên nhớ rằng, cái giá của sự vượt trội là kỷ luật và cái giá của sự tầm thường là sự thất vọng. Thực sự mà nói, đây là một sức mạnh quá khủng khiếp từ những người hình thành nên thói quen Did He Fly. Bapu bapu, tung tung.